Hello, xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Quốc Cường Hàng Bãi. Hôm nay là thứ năm ngày 11 tháng 7, em có dọn ít máy lên cho anh em tham khảo nha. Hôm nay còn ít máy khoan với máy mài lên cho anh em tham khảo nha. Bên em bán chuyên máy điện Nhật, điện 100V nha. Giá em đưa ra trên đây là bao ship cho anh em hết trơn rồi nha. Anh em nào thấy máy nào ok phù hợp với công việc thì liên hệ với trực tiếp với số điện thoại em để trên màn hình nha. Cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ bên kênh em. Chúc anh em một ngày vui vẻ và làm việc đầy may mắn nha. Rồi em sẽ test máy từ con và báo giá từ con cho anh em luôn nha. Anh em thấy cây nào ok thì liên hệ trực tiếp với em nha. Số điện thoại em để trên màn hình nha. Rồi vô cây số 1 là một cây máy mài của Hitachi. Cái này Hitachi G10SH2 nha. Điện 100V 670W 12.000 vòng trên phút. Thằng này sản xuất vào 2001 nha. Này cốt 100, có tán lưỡi không có bao giờ lưỡi nha. Rồi 150 220k bao ship nha. Đây dây điện đây, 150 220k bao ship. Tiếp theo là 151 là một cây máy mài của Hitachi nữa nha. Mài Hitachi cốt 100, điện 100V 720W 12.000 vòng trên phút. Thằng này G10SH4 nha. Này sản xuất vào tháng 3 2012. Này cốt 100, vỏ nhôm đít nhựa nha. Hitachi cốt 100, có tán lưỡi không có bao giờ lưỡi nha. Rồi dây điện đây nha. Dây điện hơi chì da chút xíu. Rồi 151 240k bao ship. 151 240k bao ship nè. Rồi tiếp theo 152 là một cây máy mài của Hitachi nữa nha. Này Hitachi G10SH3, điện 100V 720W 12.000 vòng trên phút. Này sản xuất vào tháng 1 2004, cốt 100 nha, còn có bùa nhồi luôn nè, nghe không. Rồi dây điện đây nha. 152 240k bao ship. Tiếp theo 153 là một cây máy mài của Hitachi nữa nha. Hitachi XS2000, điện 100V 720W 12.000 vòng trên phút. Thằng này sản xuất vào tháng 5 2014 nha. Này cốt 100, có tán lưỡi không có bao giờ lưỡi luôn. Nó có mối nói ở đây nghe nè. Rồi dây điện đây. Rồi 153 240k bao ship. Tiếp theo 154 là một cây máy mài của Hitachi nữa nha. Con này là Hitachi G10ML, điện 100V 720W
Thằng này tôi chậm 9.000 vòng trên phút à. Này sản xuất vào tháng 5 2003. Này cốt 100 luôn, có tăng lưỡi không, có bò gì lưỡi nha. Rồi dây điện đây nha, 154 240k bao ship. Một 56 là một cây máy mài của Hitachi nữa nha. Này Hitachi G10SH5, điện 100V 720W, 12.000 vòng trên phút. Này sản xuất vào tháng 7 2013. Rồi dây điện đây nha, 156 260k bao ship. Một 57 là một cái máy mài của Hitachi nữa nha. Hitachi G10SH4, điện 100V 720W, 12.000 vòng trên phút. Này sản xuất vào tháng 2 2009 nha. Này có 100, có tăng lưỡi, bao giờ lưỡi đầy đủ luôn. Rồi dây điện đây nè, 157 260k bao ship. Một 58 là một cái máy mài của Hitachi nữa nha. Này Hitachi G10SH4, điện 100V 720W, 12.000 vòng trên phút nè. Này sản xuất vào 2013 nè. Có 100, có tăng lưỡi, bao giờ lưỡi luôn nha. Rồi dây điện đây nha, 158 260k bao ship. Theo 159 là cái máy mài của Hitachi nữa nè. Hitachi vỏ nhựa nè, Hikoki chứ. Hikoki XP2000, điện 100V 720W, 12.000 vòng trên phút. Này sản xuất vào tháng 9 2018 nè. Có 100 tăng lưỡi, bao giờ lưỡi đầy đủ nè. Rồi dây điện đây nha, 159 260k bao ship. Một 160 là một cây cắt cỏ nha. Thằng này điện 100V 70W nha. Này hàng Trung Quốc sức nha. Rồi 160 100k bao ship. Một 161 là một cây bắn vít thích cao nha. Này mất tem hết. Uống tô qua bắn vít thích cao nha. Có đảo chiều luôn nha.
đây, dây điện này. 161 100k bao ship luôn. Một 62 là một cây khoan của Hitachi nha. Này khoan của Hitachi. Này 310W. Điện 100V. Đầu kẹp 6.5mm nha. Có đều tóc nha. Có đều tóc cò nha. Đảo chiều luôn nha. Đảo chiều. Có đều tóc đảo chiều đầy đủ luôn nha. Rồi 162 200k bao ship. Dây điện đây nha. Một 63 là một cây khoan của Makita nha. Này khoan của Makita. Thông số QM. Cái này cũng 300 mấy chục watt á. Đầu kẹp 10 ly nha. Đầu kẹp 10 ly có bố luôn, có đảo chiều luôn nha. Đảo chiều nha. Có búa luôn nha, có đảo chiều luôn nha. Rồi đầu kẹp 10 ly. Đây dây điện. Rồi 163 220k bao ship luôn. Một 164 là một cây khoan của Hitachi. Này khoan Hitachi. Điện 100V 350W. Đầu kẹp 10 ly nha. Có búa. Có đảo chiều luôn nha. Đảo chiều nha. Có đều tóc cò luôn nè, mà nó hơi cứng xíu nha. Có búa, có đều tóc cò luôn, có đảo chiều luôn nha. Rồi dây điện đây nha anh em. 164 220k bao ship. Tiếp theo 165 là một con của máy khoan của Makita nha. Rồi dây điện, cây này dây điện hơi dài nha. Đây có đèn nguồn luôn nha. Có báo đèn nguồn luôn. Cây này Makita có thắng luôn nha. Này Makita 6305A. Makita 6305A nha. Này đầu kẹp 13 ly, điện 100V 850W nha. Này tua chậm có 1300 vòng nhân phút à. Này made in Japan luôn nha. Cái này tôi chậm có 1.300. Đầu kẹp 13 ly nha. Có thắng nè nè. Cái này có thắng nè. Nó hơi kêu đạn. Thắng ác luôn. Thắng có đèn nguồn luôn đầy đủ. Này không có đảo chiều nữa nè.
này made in Japan luôn, 850 W. Rồi 165 260k bao ship, dây điện cũng hơi dài nha. Rồi 166. 166 hôm nay giảm giá luôn nè. Này là độc của Hitachi, độc 16 ly. Điện chập độc Hitachi H41SA2. Điện 100V 1050W. Này xài mỗi 17 ly nha. Tặng mỗi theo máy luôn nha nè. Độc mạnh lắm nha. 1050W. Vỏ nhựa Hitachi, độc 17 ly. Rồi 166. 350k bao ship. Dây điện này nghe nè. Rồi 167 là một cây, hôm nay có cây này hàng bếp nha nè. Một 167 là khoan bê tông 3 chức năng của con Boss nha. Cây này em đã quấn lên 220 rồi, quấn lên điện 220 rồi nghe nè. Cây này là GBH224DSE của Boss Đức luôn nha. Này 620W, 3 chức năng, ngoại hình còn đẹp. Cái này em vừa quấn lên điện 220 luôn nè. Phần búa nè. Độc nè. Rồi 167 1 triệu bao ship nha nè. Rồi 167 là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay nha nè. Cảm ơn anh em ủng hộ. Anh em xem thấy hay cho em một like, một lượt đăng ký nha nè. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye, chào anh em.